Mới đây, tỉnh Bến Tre đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Bỏ Cày với tổng chiều dài sạt lở khoảng 680 m giữa hai điểm, nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến quốc lộ 57. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu địa phương triển khai sơ tán khẩn cấp người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở và khu vực có nguy cơ. Bên cạnh đó, yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lập phương án xử lý khẩn cấp sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Và 157 hộ dân với 561 nhân khẩu thuộc khu vực ven biển Trà Vinh cũng đang có nguy cơ mất trắng vì sạt lở. Trước tình hình này, ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đã đến kiểm tra tình hình của các hộ dân đang sinh sống tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Để đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực nguy cơ mất an toàn do sạt lở chiều cường nước biển dâng, Ủy ban nhân dân xã Đông Hải kiến nghị các ngành chức năng có phương án di dời khẩn cấp 49 hộ có nhà trong khu vực ven biển nguy cơ mất an toàn cao và lập phương án di dời dân theo lộ trình đối với 108 hộ dân ven biển gần với khu vực nguy cơ cao. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn hoàn thiện phương án, xây dựng các hồ sơ thật nhanh, làm sao để đảm bảo giải quyết những bức xúc của người dân, đồng thời xúc tiến xây dựng bờ bao để ngăn nước biển tràn vào, bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân đang sinh sống tại khu vực nguy cơ cao.